đầu tư cho đổi mới công nghệ, sử dụng tài nguyên và năng lượng hiệu quả để tạo ưu thế cạnh tranh và góp phần bảo vệ môi trường là giải pháp quan trọng mà nhiều doanh nghiệp Việt Nam áp dụng để tạo ra những sản phẩm chất lượng, đáp ứng đòi hỏi ở một số thị trường xuất khẩu. Dựa trên nhu cầu thực tiễn, Việt Nam đang cần một tiêu chuẩn quốc gia để định nghĩa cho những sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn, thay thế cho các sản phẩm nhựa truyền thống. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tiến hành xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về khả năng phân hủy hoàn toàn của các sản phẩm sinh học. Từ tháng 8 năm 2019 đến nay, Tập đoàn An Phát Holding đã được Tổng cục lựa chọn là đơn vị đồng hành, nghiên cứu, thực nghiệm và xây dựng dự thảo, tiểu ban kỹ thuật, trong đó có các nhà khoa học đầu ngành, các chuyên gia trong lĩnh vực kiểm nghiệm đã hoàn thành dự thảo tiêu chuẩn chất dẻo có khả năng tạo compost, hướng tới bảo vệ thiên nhiên, môi trường vì cộng đồng kiến tạo tương lai xanh. Chúng tôi cũng có những cái kinh nghiệm về xây dựng những chứng chỉ và nhờ thế là có thể là hỗ trợ để đóng góp cho tiểu ban kỹ thuật trong cái quá trình xây dựng cái dự thảo về cái tiêu chuẩn được gọi là chất dẻo có khả năng tạo compost, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. Dự thảo này bắt đầu được thực hành từ cuối năm ngoái cho đến nay và bây giờ cũng đã gần như là hoàn thành dự thảo. Dự kiến là trong một vài tháng tới thì sẽ được ban hành. Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp triển khai các tiêu chuẩn mới phù hợp với thông lệ quốc tế, đáp ứng được nhiều tiêu chí khắt khe của các thị trường xuất khẩu, không bị cản trở bởi các rào cản kỹ thuật, khẳng định được chất lượng để cạnh tranh bình đẳng so với các doanh nghiệp trên thế giới,